Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, thịt nai thì ăn ngon, mát và bổ dưỡng. Hôm nay mình mua được 700 g thịt nai nè các bạn. Đây là phần thịt và đây là phần da của con thịt nai đó các bạn. Da của nó thì khi mà mình xào thì nó sẽ giòn, mềm và ngon. Nó không có dai cứng nha các bạn. Mình chuẩn bị 700 g thịt. Hôm nay mình sẽ làm món thịt nai xào củ kiệu. Thịt nai này mình mua về mình đã rửa qua rượu trắng và nước gừng rồi đó các bạn. Và nguyên liệu chính tiếp theo để mình làm món thịt nai xào củ kiệu thì đó là củ kiệu nè các bạn. Củ kiệu này mình chuẩn bị là 600 g. Mình đã nhặt và rửa sạch rồi đó các bạn. Đây là 600 g củ kiệu. Và nguyên liệu tiếp theo đó là mình chuẩn bị là một ít hành lá nè, 4 tép tỏi và một ít hành tím. Ngoài ra thì mình còn chuẩn bị một số những gia vị thông thường khác như là tương ớt, hạt nêm, bột ngọt, tiêu xay, dầu ăn, nước mắm, muối và đường. Đó là toàn bộ nguyên liệu để mình làm món thịt nai xào củ kiệu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm và làm đến đâu mình sẽ chia sẻ cách làm luôn ha. Thịt nai sau khi mua về và rửa qua nước rượu trắng và nước gừng rồi nó không có còn hôi nữa đó các bạn. Thì mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Mình cắt thịt nai nha các bạn, thì mình cắt ngang cái sớ thịt nha các bạn. Mình cắt ra những cái miếng thịt như thế này nè. Khi mua thịt đó các bạn, mình lựa những cái miếng thịt nó còn tươi, còn đỏ như thế này nè. Thì mình xào lúc nào nó cũng ngon hơn đó các bạn. Mình nhìn thấy miếng thịt nó còn tươi và ngon như thế này thì mình mua hay các bạn. Sau khi cắt xong thịt rồi thì mình sẽ ướp thịt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt nè. 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm. Một ít tiêu xay. Tiếp theo nữa là 2 muỗng cà phê đường. Nãy giờ mình chỉ sử dụng cái muỗng này thôi nha các bạn. Tiếp theo nữa là 1 muỗng canh nước mắm nè. Một ít muối nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho thịt thấm gia vị nha các bạn. Sau khi trộn đều lên rồi đó các bạn, mình sẽ ướp thịt 20 phút nha các bạn để cho thịt thấm gia vị. Và bây giờ là phần hành tím nha các bạn. Hành tím thì mình sẽ cắt mỏng. Mình cắt thành những cái miếng mỏng như vậy nha các bạn. Tiếp theo là hành lá thì mình sẽ cắt khúc nha các bạn. Tỏi mình sẽ đập dập và băm nhỏ nha các bạn.
Bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước sôi nè các bạn. Và tiếp theo nữa là mình chuẩn bị một thau nước nè, có đá nè. Bây giờ mình sẽ chụp củ kiệu nè qua nước sôi nha các bạn. Mình cho củ kiệu hết vào cái nồi nước sôi này để mình chụp nha. Bây giờ mình nấu cho nồi nước này nó sôi trở lại và củ kiệu nó chín luôn nha các bạn. Nồi nước củ kiệu của mình nè, nó đã sôi lên, sôi một chút xíu là nó chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt củ kiệu ra cái thau nước lạnh nè. Cách làm này là để cho kiệu của mình chút nữa xào đó nó còn giòn và ngọt. Vớt hết ra cái thau nước lạnh này luôn nha các bạn. Tiếp theo là mình chuẩn bị một cái chảo nè các bạn. Mình cho vào đây một ít dầu ăn. Khi chảo dầu nóng lên đó các bạn, thì cái phần hành tím lúc nãy mình cắt nè, mình cho hết vào đây để mình phi. Mình phi hành ở nửa nhỏ vừa phải nha các bạn, để cho hành của mình nó chín vàng từ từ và nó có mùi thơm. Hành phi của mình đã bắt đầu vàng rồi nè các bạn. Vàng và nó rất là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Và mình sẽ vớt hành ra một cái chén. Kiệu sau khi mà ngâm vào nước đá đó các bạn, và mình đã vớt ra, mình để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái thau này để mình ướp nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Tiếp theo nữa là mình cho vào đây một ít hành phi nè. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho củ kiệu nó thấm gia vị vị nha các bạn. Bây giờ mình sử dụng cái chảo phi hành lúc nãy nè các bạn, còn dầu ăn đó, mình sẽ cho tỏi băm nhỏ lúc nãy vào nè. Mình phi. Khi tỏi phi của mình nó chuyển sang màu vàng và có mùi thơm rồi đó các bạn, thì cái phần thịt nai lúc nãy mình ướp nè, bây giờ mình sẽ cho hết vào đây để mình xào ha. Mình xào thịt nai ở nửa vừa phải nha các bạn, và xào cho thịt nó săn lại và nó vừa chín tới là được nha các bạn. Mình xào như thế này là nó vừa chín tới đây nè. Bây giờ là kiệu nè, kiệu nãy mình ướp, bây giờ mình cho hết vào đây. Tiếp theo nữa là phần hành lá lúc nãy mình cắt khúc đó, mình cũng cho hết vào luôn nha các bạn. Và bây giờ mình trộn đều lên. Lúc nãy là mình nêm nếm là vừa ăn là mình ướp thịt và ướp kiệu là vừa ăn rồi nha các bạn. Bây giờ mình trộn đều lên nữa. Và mình rắc vào đây một ít tiêu xay nha các bạn. Bạn nào mà ăn cay thì mình có thể rắc nhiều hơn. Và thịt nai của mình vừa chín tới như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ mình chuẩn bị một cái đĩa nè các bạn. Và mình đã xếp một ít kiệu ở vòng quanh cái đĩa cho nó đẹp đó các bạn. Bây giờ mình sẽ múc thịt nai xào kiệu
ra đĩa nha các bạn. Thịt nai quá thơm luôn. Mình xào nóng như thế này và mình ăn với cơm nóng thì ngon cực kỳ luôn nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt lai xào củ kiệu rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là thơm luôn đó các bạn. Các bạn có thấy thích món thịt nai xào kiệu này không ạ? Thịt nai thì ăn rất là mềm, ngọt và thơm. Kiệu ăn giòn ngọt, ngon lắm các bạn. Món này mà các bạn ăn nóng với cơm nóng thì ngon cực kỳ, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Hao cơm với nấm luôn. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ mình, tạo cho mình thêm những cái động lực ra những món ăn mới và hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.